Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung đáng chú ý sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay. Những nét mới từ hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023. Từ ngày 16 tháng 10, hai chuyến tàu được trang bị hệ thống làm lạnh chở trái cây và rau quả đã rời tỉnh Vân Nam Trung Quốc, lần lượt đến Lào Cai, Việt Nam và Viên Chăn, Lào. Độc đáo nghi lễ cầu mùa trên cao nguyên Di Linh. Tin quốc tế, nước sông Amazon thấp nhất trong hơn một thế kỷ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ với sự tham dự của hơn 400 cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc đoàn khối. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề, gồm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay và nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Đây là những nội dung quan trọng giúp trang bị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có cái nhìn toàn diện về vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế, thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn thách thức đặt ra, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về những quan điểm sai trái trên không gian mạng để có phương án phòng vệ, kỹ năng ứng phó, nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Ủy ban Nhân dân huyện Simacai vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, các phòng ban, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn. 112 đại biểu được tập huấn về quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản hành chính cá biệt, văn bản quy phạm pháp luật, nghe phổ biến một số nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương, xác định thẩm định quyền của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân trong giải quyết công việc theo quy định của pháp luật và một số nội dung liên quan đến luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan đơn vị địa phương. Trong hai ngày 17 và ngày 18 tháng 10, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023 với sự tham dự của 26 báo cáo viên đến từ 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Đến với hội thi, nhiều thí sinh đã nỗ lực đổi mới trong cách thể hiện, ứng dụng công nghệ, minh họa bằng các video giúp cho chuyên đề thêm hấp dẫn, thuyết phục. Với các nội dung thi gồm giáo án, tuyên truyền miệng, trả lời câu hỏi từ ban giám khảo, trong đó ở phần thi tuyên truyền miệng, các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện một buổi tuyên truyền về chuyên đề cụ thể, kết hợp với ứng dụng công nghệ hình ảnh trình chiếu. Nét mới được các báo cáo viên áp dụng cho bài tuyên truyền của mình đó là khái quát vấn đề, giải pháp thực hiện có liên hệ thực tiễn địa phương. Để chuẩn bị tham gia hội thi thì tôi đã nghiên cứu rất kỹ các cái văn bản, các cái căn cứ pháp lý để xây dựng cái đề án chiến lược phát triển du lịch của huyện. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tôi tham gia cuộc thi cũng như là rèn cái kỹ năng tuyên truyền vận động ở cơ sở. Trước hết là nó hội thi năm nay cũng đã được sự đầu tư rất chu đáo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đối với các thí sinh tham gia thì cũng đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là cũng có những cái thí sinh đã có chuẩn bị những cái slide và có những cái video hình ảnh rất là thiết thực và cũng rất là sáng tạo cho những cái phần thi của mình. 26 thí sinh đem đến hội thi 26 chuyên đề tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Đặc biệt nhiều thí sinh đã ứng dụng công nghệ minh họa bằng các video giúp cho chuyên đề thêm hấp dẫn, thuyết phục. Huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng chuẩn bị rất là chu đáo cho các thí sinh có được một cái chuẩn bị. Thứ hai nữa là cũng có nhiều báo cáo viên mới, nhiều những nhân tố mới được bổ sung vào cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của cả đảng bộ tỉnh và cái sự chuẩn bị lựa chọn các cái chuyên đề để mà tham gia cái hội thi này cũng có nhiều cái điểm mới, những vấn đề rất là nóng. Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới theo chỉ thị số 17 của Ban Bí thư. Đây cũng là sân chơi giúp cho đội ngũ báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 10, hai chuyến tàu được trang bị hệ thống làm lạnh, chở trái cây và rau quả đã rời tỉnh Vân Nam Trung Quốc, lần lượt đến Viên Chăn, Lào và Lào Cai, Việt Nam. Các chuyến tàu này đánh dấu việc ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng bảo quản lạnh trên các tuyến tàu từ Trung Quốc đi Lào và từ Trung Quốc đi Việt Nam. Hai chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga Ia Nhe thuộc tỉnh Vân Nam, dự kiến sẽ đến thủ đô Viên Chăn của Lào và tỉnh Lào Cai của Việt Nam sau khoảng một ngày. Theo lịch trình hiện tại, mỗi ngày sẽ có một chuyến tàu chở hàng bảo quản lạnh từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đến Viên Chăn, Lào và một chuyến mỗi tuần từ Côn Minh tới Lào Cai, Việt Nam. Tập đoàn Đường sắt Côn Minh Trung Quốc, nhà điều hành dịch vụ này cho biết tần suất hoạt động trên hai tuyến này sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng trong tương lai. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung lần thứ 23 tại Lào Cai hiện đang thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đến nay đã có 25 sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, 2 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, 40 doanh nghiệp và 4 hợp tác xã ngoài tỉnh đăng ký tham gia hội chợ với 134 gian hàng tiêu chuẩn và 25 kệ hàng trưng bày sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Phía Trung Quốc đến nay có gần 80 doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ với 200 gian hàng tiêu chuẩn. Hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung năm nay được tổ chức tại khu thương mại công nghiệp Kim Thành từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, dự kiến có 600 đến 700 gian trưng bày. Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10, Hội Khỏe Phù Đổng huyện Bát Sát lần thứ 11 năm 2023 diễn ra trong không khí sôi nổi với những môn thi đấu hấp dẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hội Khỏe Phù Đổng huyện Bát Sát lần thứ 11 có 38 đoàn tham gia với 1.072 vận động viên là học sinh các lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, điền kinh, đẩy gậy, cờ vua, bắn nỏ. Các nội dung thi đấu diễn ra hấp dẫn ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và sự nỗ lực của bản thân nên là cháu đã đạt được giải nhất. Cháu mong muốn là cháu sẽ cố gắng hơn để đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi tiếp theo. Cùng với ngành giáo dục, các cơ quan đơn vị đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn vận động viên thi đấu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ hội khỏe được huyện Bát Sát chú trọng. Ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng của huyện, ủy ban dân huyện và ban tổ chức thì cũng tập trung chỉ đạo cơ quan thường trực phòng giáo dục của huyện và các phòng ban chuyên môn, ủy ban dân các xã thị trấn, đặc biệt là các cái trường học trên địa bàn toàn huyện tập trung chuẩn bị các cái nguồn lực, các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về nguồn lực để tổ chức thành công các cái chương trình theo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức hội khỏe phù đồng nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất cho học sinh, từ đó thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh vận động ủng hộ được trên 7,5 tỷ đồng vào nguồn quỹ vì người nghèo. Từ nguồn quỹ huy động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phân bổ hỗ trợ làm mới, sửa chữa 148 nhà đại đoàn kết, trong đó làm mới 90 nhà, sửa chữa 27 nhà với tổng số tiền hỗ trợ là gần 5,3 tỷ đồng. Hiện 117 nhà đại đoàn kết đã hoàn thành, 37 nhà sẽ được khởi công xây dựng trong tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Cùng với đó, 45 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí mua cây, con giống, phát triển sản xuất. Trên 1.600 học sinh nghèo vượt khó được hỗ trợ học bổng, thăm hỏi, tặng quà cho 145 người bệnh nghèo, cùng nhiều hỗ trợ khác với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Với tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ, chị Dương Thị Hà, sinh năm 1992, thôn Đồng Qua, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, đã gây dựng thành công mô hình nuôi ếch, mang lại nguồn thu nhập tới 400 triệu đồng một năm. Thành công bước đầu từ mô hình là nguồn cảm hứng để nhiều chị em phụ nữ địa phương phấn đấu, hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp. Qua mạng xã hội, nhận thấy nhiều bạn nuôi ếch cho lợi nhuận cao, chị Dương Thị Hà dành thời gian tìm hiểu về loài vật nuôi này. Đặc biệt nhận thấy gia đình mình có các điều kiện tốt như diện tích đất rộng, khá bằng phẳng, dễ xây bể nuôi, lại nằm cạnh suối có nguồn nước sạch.
Vậy là chị Hà quyết tâm chọn mô hình nuôi ếch để khởi nghiệp. Đầu tiên là tôi nhìn thấy các bạn nuôi ở trên Facebook ạ, các bạn đăng cho lên, thì tôi cảm thấy là rất hứng thú với con ếch này. Và bắt đầu tôi cũng tìm hiểu về cái con ếch này, thì cũng cảm thấy là con ếch này nó không bệnh tật, không có bệnh tật nhiều ấy ạ. Khi mà mình chăm sóc tốt thì với lại cái khi mà mình đã nuôi thì cái hiệu quả của nó đem lại cũng cảm thấy nó tốt, nó khá cao, nên là tôi cũng bắt đầu theo đuổi nuôi con ếch này. Năm 2019, chị Hà đầu tư xây bể, mua máy chế biến thức ăn, hệ thống máy bơm nước, nuôi thử 2.000 con ếch giống. Vừa nuôi vừa học hỏi, chị dần làm chủ được kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi và dần phát triển lên 24 bể với cả chục vạn con. Ngoài ra, chị cũng để một số bể nuôi bán giống. Năm 2022, tiền bán ếch thịt, ếch giống, sau khi trừ đi mọi chi phí, chị Dương Thị Hà thu lãi 400 triệu đồng. Mô hình nuôi ếch rất là hiệu quả. Thì trong khi đó, thì tôi cũng động viên bà con học hỏi theo chị. Mô hình này rất hiệu quả. Năm 2023 này, gia đình là tiếp tục đấy là mở rộng thêm những các ngăn. Là bây giờ hiện nay là những cái giá trị thành phẩm đấy là mang đem lại hiệu quả rất cao. Đây cũng là một cái tuyên truyền để cho những các hội viên của phụ nữ có thể triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả trong cái thời gian tới. Sản xuất giỏi, chị Dương Thị Hà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của hội phụ nữ thôn xã, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống, thức ăn, kỹ thuật, giúp nhiều chị em phát triển kinh tế. Hiện nay trên địa bàn xã Liêm Phú đã có nhiều phụ nữ nông thôn như chị Dương Thị Hà mạnh dạn khởi nghiệp bằng các mô hình kinh tế như trồng, sản xuất dược liệu, dịch vụ ăn uống, du lịch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục chương trình, bệnh gút có xu hướng trẻ hóa. Sẵn sàng cho mùa Halloween 2023. Thưa quý vị, Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp viễn thông di động về việc SIM được bán và kích hoạt tại các đại lý. Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động nghiêm chỉnh thực hiện cam kết với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngừng cung cấp SIM thuê bao di động qua các đại lý, quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm. Các doanh nghiệp Viettel, Vietnam Mobile, Mobifone kiểm tra xác minh các nội dung trên, đồng thời xử lý các đại lý và nhân viên vi phạm cam kết. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng cam kết sẽ rà soát, đánh giá, dừng những đại lý vi phạm phát triển thuê bao rác ra thị trường từ ngày 10 tháng 9 năm 2023 và chỉ tập trung phát triển các kênh chính của doanh nghiệp, kênh chuỗi có uy tín. Thưa quý vị và các bạn, khi vụ lúa thu đông bắt đầu trổ đồng, cà phê sắp vào mùa thu hoạch, cũng là lúc đồng bào Cờ Ho dưới chân núi Burayang, thôn Cột Đường, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng náo nức sửa soạn lễ vật để chuẩn bị cho nghi thức cầu mùa hay còn gọi là nghi lễ nhô què. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được bà con nơi đây lưu giữ. Lễ cầu mùa được tổ chức vào tháng 10 hàng năm với ý nghĩa cầu mong thần linh cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc. Mọi lễ vật được bà con trong làng chuẩn bị chu đáo với lòng tôn kính và biết ơn giảng. Nghi lễ được tổ chức ngoài trời, trên mảnh đất rộng, cao giáo trong làng, với cây nêu trang trí rực rỡ. Lễ vật cúng là các sản vật địa phương. Mình cúng như thế này đúng là đấy, người ta nói là kiêng cự tất cả những sâu bọ. Mà đặc biệt nhất là trong năm mới này thì mưa thuận gió hòa, để được là cây lúa được chắc hạt và ăn no, được cuộc sống sung túc cho bà con. Được tham dự lễ hội cầu mùa của đồng bào mình, người dân thôn Krot Đường rất vui khi xem già làng thực hiện các nghi lễ, giúp họ hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa của mình, nhất là thế hệ trẻ người Cơ Ho nhận thức sâu sắc hơn về phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa cần được lưu truyền. Khi mà được tham gia lễ hội này thì bản thân em thì cảm thấy rất là vui mừng. Những bạn thanh niên, những bạn trẻ như thế này, sau khi mà tham gia được những cái lễ hội như thế này thì được các chú, các bác chỉ dạy rất là nhiều. Mọi người mới thể hiện được cái sự tinh thần đoàn kết và cái sự trách nhiệm. Là một người trẻ thì muốn lưu lại truyền thống của ông cha thì tụi em cũng phải cố gắng học tập
như là phải biết làm những cái gì trong các lễ hội thì mình mới gìn giữ lại để con cháu sau này thì cũng phát triển lại cái đó. Trong xu thế phát triển, đồng bào Cờ Ho đã có sự giao lưu với nét đẹp văn hóa của đồng bào khác để cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Lễ hội vì thế cũng được nhân dân cùng các du khách vùng miền biết đến nhiều hơn. Trước đây, bệnh gút được coi là bệnh của người già, thường xảy ra ở độ tuổi 40 đến 50. Nhưng hiện bệnh ngày càng trẻ hóa khi xuất hiện nhiều ở độ tuổi từ 25 đến 35. Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh gút ngày càng tăng cao, khoảng từ 15 đến 20% so với trước. Một số nguyên nhân gây ra bệnh gút ở người trẻ là do ăn quá nhiều thực phẩm giàu purin, một loại hợp chất có trong thịt đỏ, gan, thận, tim, cá cơm, cá hồi, giò, tôm, cua, các loại đậu và rau củ quả như nấm, bông cải, bơ. Purin khi được tiêu hóa sẽ tạo ra axit uric cho máu. Nếu lượng axit uric vượt quá khả năng bài tiết của thận, axit uric sẽ lắng đọng trong các khớp và gây viêm. Ngoài ra, việc uống quá nhiều bia rượu và các loại nước có ga cũng là một nguyên nhân. Để phòng ngừa bệnh gút ở người trẻ, cần ăn uống hợp lý và cân đối, hạn chế các thực phẩm giàu purin, cồn và fructose. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Hàn Quốc cho biết đã cùng Mỹ và Nhật Bản thiết lập đường dây nóng liên lạc ba bên, một động thái phản ánh bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước này. Đường dây nóng sẽ kết nối Hội đồng An ninh Quốc gia ba nước, cho phép lãnh đạo cùng quan chức an ninh cấp cao ba bên có thể điện đàm hoặc liên lạc trực tuyến bất cứ lúc nào. Các kỹ thuật viên ba nước đã hoàn tất kiểm tra những công đoạn cuối cùng trước khi đường dây nóng chính thức hoạt động. Việc thiết lập đường dây nóng diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản tại hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở trại David Mỹ hồi tháng 8 vừa qua đã nhất trí sẽ tham vấn lẫn nhau trong tình huống phải đối phó với những mối đe dọa chung. Vào tháng 11 tới đây, rất nhiều vật phẩm hiếm có liên quan đến bộ phim kinh điển Phù thủy xứ Oz sản xuất vào năm 1939 sẽ được đem ra bán đấu giá tại New York, Mỹ. Gia đình của nam diễn viên Bonger, người đóng vai bù nhìn trong phim Phù thủy xứ Oz, cho biết đang bán đấu giá bản in của Over the Rainbow và If I Only Had a Brain trên Invaluable.com, nền tảng đấu giá trực tuyến hàng đầu thế giới. Ước tính giá trị của bài If I Only Had a Brain có thể đạt từ 6.000 đến 8.000 đô la Mỹ, trong khi đó con số dành cho Over the Rainbow là 12.000 đến 15.000 đô la Mỹ. Ngoài bản in của hai bài hát trên, hai chiếc cà vạt, một chiếc đồng hồ kim cương và một đôi giày táp của diễn viên Bonger cũng được mang ra đấu giá. Chỉ còn 2 tuần nữa, lễ hội Halloween sẽ chính thức diễn ra. Ngay từ bây giờ, nhiều hoạt động để chuẩn bị cho ngày lễ này đã rục rịch bắt đầu. Tại Hàn Quốc, với cam kết giúp người dân trải qua một mùa Halloween an toàn, các nhà chức trách ở thủ đô Seoul đã lắp đặt 909 camera giám sát trong năm 2023, tập trung chủ yếu vào 70 khu vực được đánh giá là nơi có mật độ dân số cao. Các camera giám sát này sẽ tự động đếm số người. Nếu lượng người tụ tập quá cao, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến các cơ quan chức năng. Tương tự, lãnh đạo quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản cũng đã đưa ra yêu cầu chính thức tới khách du lịch trong và ngoài nước, hạn chế tụ tập tổ chức lễ hội Halloween ở khu vực đông đúc này từ ngày 27 đến 31 tháng 10. Ngày 16 tháng 10, mực nước sông Amazon đã hạ xuống mức thấp nhất trong một thế kỷ, trong bối cảnh đợt hạn hán kỷ lục gần đây đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm nghìn người, cũng như gây thiệt hại cho hệ sinh thái rừng. Những chiếc thuyền mắc cạn, những ngôi nhà nằm nổi trơ trọi trên nền cát, mặt đất nứt nẻ. Đây là hậu quả của một đợt hạn hán nặng nề, làm khô cạn các nhánh sông Amazon. Mực nước ghi nhận tại cảng Manaus, thành phố đông đúc nhất khu vực này, hiện ở mức 13,59m, thấp hơn 4m so với thời điểm cách đây một năm, và là mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi chép năm 1902. Một số khu vực tại Amazon đã ghi nhận lượng mưa ít nhất trong khoảng thời gian từ tháng 7 tới tháng 9 kể từ năm 1980. Đợt hạn hán này đang ảnh hưởng đến khoảng 481.000 người do bị thiếu nguồn nước sinh hoạt. Quý vị và các bạn thân mến, Singapore không chỉ hấp dẫn du khách với những công trình kiến trúc nổi tiếng, những cảnh quan tuyệt đẹp mà còn ấn tượng bởi những món ăn ngon, đa dạng.
Là quốc gia có sự giao thoa văn hóa nên các món ăn nơi đây cũng vô cùng phong phú với vô vàn hương vị đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia. Một góc nhìn cuộc sống hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 10 món ăn nổi tiếng mà du khách nên thưởng thức khi ghé thăm đảo quốc sư tử này. Hình ảnh trong mục góc nhìn cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.